Bên cạnh những bộ đôi nhận được tình yêu của quý vị khán giả vì tình yêu đẹp cùng tính cách tốt đẹp, thì màn ảnh Việt cũng có không ít cặp đôi khiến khán giả nóng máu vì quá trơ tráo và đều cáng. Dưới đây là những cặp đôi đã nhận được phản ứng trái chiều của khán giả khi phim lên sóng. Quang Sự Lương Thu Trang vì hận mà phản bội Hồng Diễm. Hiện tại, nhân vật nghĩa của Quang Sự trong bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim đang vấp phải tranh cãi dữ dội trên các diễn đàn, mạng xã hội. Nghĩa được cho là thiếu nhân tính, bất chấp mọi luân thường đạo lý để đạt được mục đích cuối cùng là trả thù nhà vợ. So với những vai diễn gần đây, Nghĩa có nhiều đất để Quang Sự thể hiện và đột phá. Trong khi đó, Lương Thu Trang lại cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong diễn xuất của mình. Vì một lý do nào đó trong quá khứ, Nghĩa và An Nhiên đã quyết định lập kế hoạch trả thù cả nhà Hà. Cả hai vẫn lén qua lại nhiều năm, thậm chí có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Trong khi Nghĩa cố gắng xây dựng lòng tin của cả gia đình nhà vợ thì An Nhiên cũng tìm cách can thiệp vào cuộc sống của Hà. Độ mưu mô và xảo quyệt của cặp đôi đã khiến không ít khán giả cảm thấy tức giận. Hai, Lương Thanh, Ngọc Quỳnh, cặp đôi mèo mà gà đồng ai cũng ghét. Trong bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Lương Thanh và Ngọc Quỳnh từng đóng một cặp nhân tình là Thái và Trà. Thái trăng hoa, ham của lạ, còn có xu hướng bạo lực trong khi Trà được gài vào bên cạnh Thái, tiếp cận và khiến cho anh ta mất đi tất cả. Cặp đôi này từng gây sốt trên sóng truyền hình suốt một thời gian dài, khiến người xem ăn không ngon, ngủ chẳng yên vì độ trơ tráo, điều giả của cả hai. Hoa Hồng Trên Ngực Trái có thể coi là dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của cả hai diễn viên. Sau tác phẩm này, mỗi người có một con đường sự nghiệp riêng. Trong khi Ngọc Quỳnh rất chịu khó thay đổi hình tượng thì phải tới tận Biệt Dược Đen, Lương Thanh mới thực sự mang tới một màu sắc khác cho khán giả.
3. Nghệ sĩ ưu tú Minh Tuấn và nghệ sĩ nhân dân Ngọc Thư, nhân cách trong phim và ngoài đời khác hẳn nhau. Trong bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, không ít khán giả tới giờ vẫn cảm thấy ám ảnh với sự trơ trẽn đến vô lý của cặp đôi bố mẹ luyến. Khi con trai cưng bị công an bắt, người cha người mẹ bất nhân này đã tức tối lên nhà con gái nằng nặc đòi con đưa tiền để chuộc em. Không đồng tình với con gái, ông bà nhất định không buông tha, lôi kéo ăn vạ buộc luyến cứu bát. Rất may, người trong xóm kịp thời đến cứu giúp. Đây cũng không phải lần đầu tiên bố mẹ luyến thể hiện thái độ bên trọng bên khinh. Trước đó, trong tập 5 của phim, ngay lần đầu xuất hiện bố mẹ luyến khiến khán giả ác cảm. Họ tìm mọi cách lấy tiền của luyến để trả nợ cho con trai. Cả hai liên tục mắng nhiếc, chỉ chết cô chỉ biết lo cho nhà chồng, không quan tâm đến bố mẹ đẻ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.